Rồi, đây. Thao tác nè, vào kho bạc. Rút dự toán. Rút dự toán. Chọn là rút dự toán chuyển khoản lương bảo hiểm. Chuyển khoản lương bảo hiểm. Rồi, điền thông tin chung. Điền thông tin chung. Điền thông tin chung. Rồi, chọn nguồn chương khoản tiểu mục. Chọn nguồn chương khoản tiểu mục. Nguồn chương khoản tiểu mục. Rồi, số tiền. Số tiền cấp. Cấp. Phần mềm nó hỏi là có muốn xin chứng từ sao không? Có muốn xin chứng từ sao không? Phần mềm hỏi có muốn xin chứng từ sao không? Rồi, mình tích vô lương thì tích vô lương, bảo hiểm tích vô bảo hiểm ha. Lương thì tích lương. Xin chuyển khoản lương. Xin chuyển khoản lương. Phần mềm tự hạch toán. Phần mềm tự hạch toán. Nợ. Nợ. Nợ 6. À, nợ 3341. Có 5111. Rồi. Cấp. Cấp. Tự động xin. 008212. Rồi, nếu là nguồn không tự chủ thì sửa lại 5112. Nguồn không tự chủ sửa lại 5112. Rồi, phần mềm hỏi có muốn xin chứng từ hạch toán. Có muốn xin chứng từ hạch toán. Rồi, bấm có. Tự hạch toán. Nợ. Nợ 61111. Nợ có 3341. Mở ngoặc. Nếu không tự chủ thì sửa thành 61121. Nếu không tự chủ sửa 6. Rồi, cấp. Đóng. Đóng. Rồi, in giấy rút. In giấy rút dự toán mẫu A C202A 0417. Yeah.
đâu thế nào 6128 ở trên thành toán không tự chủ nó 6128 em nhầm 61121 28 là mình chi các hoạt động khác rồi lương là phải số 1 lộn rồi không dịch lộn rồi ha hôm nay là em hướng dẫn tới đây thôi ngày mai là em sẽ tiếp tục cho mình là phần bảo hiểm tạm ứng đó phần bảo hiểm phần tạm ứng rồi phần thu phí những cái phần đó phần nào nó cũng thay đổi cách hành toán chưa á nhưng mà mình yên tâm là phần mềm mình đại đa số là tự động hành toán cho mình giống như hồi xưa 4666 vậy thôi mình sợ mình học cái 4107 thì nó dài vui nhưng mà mình ứng dụng nó tính xíu à rồi mai mai đơn vị nào mình ký kịp thì mình đem lên giúp em ha.